tưới cho người ta ngồi. Ô, để con làm cho thầy. Dạ, thầy nghỉ đi, để con làm cho. Ui, để con lót đây luôn hay sao thầy? Vâng, để cho đó đó. Đây, lót đây cho người ta ngồi luôn thầy ha. Vâng, họ tưới cho họ ngồi á. Rồi, ok thầy, để con làm đi. Thầy cứ ngồi nghỉ đi. Cái đấy để con đi giặt cái vải đó. Ôi. Cái áo con tới đâu cái hồ kia cái đường xuống ấy. Dạ. Con giặt cái để có cái để may áo ấy. À dạ dạ dạ. À, cứ tháo. Dạ dạ dạ. Con tháo. Có cái đồ tháo không? Dạ có, giờ có thầy cứ đi giặt đi. Dạ dạ. Để con làm cho. Mọi người thì thấy cái áo rách thầy lấy thầy đi giặt rồi nha mọi người. Con ở đây gần đây. Dạ. Con nghe nói là thằng Tuấn nó đi họ phép thầy. Dạ. Nó gần gũi thầy để nó lấy thông tin ở thầy ở đâu để cho. Rồi nó lấy tiền người khác. Con đi xuống này con để con tiền nó. Dạ. Con không cho nó đi theo thầy nữa. À đúng rồi, lấy tiền thì đừng có cho đi theo nữa. Dạ dạ, con không cho đi theo thầy nữa. Đi theo thì đừng có lấy tiền của ai cả. Đúng rồi. Thì con đó đi xuống đây thì con cũng có anh chị em Phật tử người ta nhờ xuống đây để phát dọn xung quanh cho nó mũi nó đỡ cắn thầy thì con cũng phát cho sơ cho thầy thôi. Vâng, như thế được rồi. Dạ, chứ con không phát nhiều vì sợ thầy cái chỗ quan chỗ thầy ở quen á. Ờ, họ chúng toán này họ đi họ nhìn thấy á. À dạ dạ đó, nên con phát